Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân duyên xuất gia của Quả Thuấn. Quả Thuấn quê ở thị trấn Hạc Biên, thuộc tỉnh Cát Lâm, vốn dòng họ Diêu, sinh sống bằng nghề nông. Nhờ đã từng gieo trồng thiện căn trong đời quá khứ, y sớm cảm thấy trần thế lắm cảnh khổ, thế gian đầy tội ác, nên trong lòng đã chớm nở ý tưởng xuất gia. Y đi khắp nơi cầu gặp minh sư. Một hôm, trên đường đi, y bị lính Nhật bắt. Hồi đó Nhật chiếm đóng Mạn Châu. Họ cho rằng y là kẻ du đãng không nghề nghiệp, nên đưa y đi lao công khổ sai ở miền Thôn Giả. Đó là một trại lao công ở vùng Hắc Hà. Ngày ngày y mới tự trốn trại, nhưng không sao có được cơ hội trốn thoát. Vì rằng, xung quanh trại là một vòng hàng rào điện. Người nào thử đào tẩu, nếu chẳng bị súng lính canh bắn hạ, cũng bị đàn chó gác cắn chết. Mặc dù có qua được hai cửa ải này, thì cũng bị giật chết tại hàng rào điện. Như vậy, trại lao công đúng là một địa ngục trần gian, khổ không thể nào kể xiết. Một đêm trong giấc ngủ, Quả Thuấn nằm mơ thấy một ông lão râu dài nói với y rằng, đêm nay chính là cơ hội cho nhà ngươi thoát khỏi cái lòng giam này. Ở ngoài cửa có một con chó màu trắng, ngươi cứ đi theo nó mà trốn thoát nhé. Giật mình tỉnh giấc, y rón rén đi tới cửa nhìn ra, quả nhiên ở đấy có một con chó trắng đương chờ đợi. Y bèn đi theo sau con chó, lọt khỏi vòng rào điện một cách an toàn, rồi trốn về tới tận quê nhà. Từ chỗ chết, Quả Thuấn may mắn được cứu thoát, y lại nhận rõ được bộ mặt thật của cõi đời vô thường, nên quyết chí xuất gia tu đạo. Vào mùa đông năm 1944, tôi đi tới thôn Đại Nam Câu để chữa bệnh cho mẹ của cư sĩ họ Cao. Ngày hôm sau đã có tin đồn rằng bà ấy khỏi bệnh một cách kỳ diệu. Khi nghe được tin này, Quả Thuấn liền đến xin bái tôi làm thầy. Y quỳ gối xuống không chịu đứng dậy. Tôi thấy y thành tâm nên ưng thuận cho họ Diêu xuất gia để y được thỏa nguyện. Tôi có mấy lời khai thị như sau. Tại gia tu hành không phải là dễ, xuất gia còn khó hơn nữa. Có câu nói, đại sự chưa rõ thì buồn thảm giống như đưa ma mẹ. Đại sự rõ rồi lại càng đáng thương tâm hơn nữa. Người tu hành cần phải nhận những điều người ta không thể nhận được. Chịu đựng những gì người ta không thể chịu đựng được. Ăn những gì người ta không thể ăn được. Mặc những gì người ta không thể mặc được. Phải chuyên cần tu giới định huệ để tận diệt tham sân si, đó chính là bổn phận của một sa môn. Tôi có đọc mấy câu kệ sau. Niệm niệm chẳng quên khổ sanh tử, lòng luôn khao khát thoát cảnh luân hồi. Hư không tan vụn thấy Phật tánh, hiểu rõ thân này giả hợp thấy gốc nguồn. Lại khai thị thêm, hiện nay là thời mạt pháp, kẻ xuất gia thì nhiều nhưng người thật sự tu đạo thì ít. Người tin Phật thì nhiều, nhưng thành Phật thì ít. Con đã phát nguyện xuất gia, điều cốt yếu là phải phát Bồ Đề Tâm. Nguyện làm ngọn đuốc sáng đứng trước đầu gió, như thỏi vàng rồng trong lò lửa. Chớ có cô phụ chí nguyện xuất gia lúc ban sơ, con phải cẩn thận. Thời gian cúi đầu đảnh lễ rồi theo tôi về chùa Tam Duyên thọ giới Sa Di, với pháp danh là Quả Thuấn. Sau đó Quả Thuấn tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, không giải đại, không phóng dật, chuyên chú một lòng dụng công tham thiền. Mỗi lần nhập định trải qua trên một ngày một đêm mới xuất định, và trong định chú còn biết hết tất cả việc nhân quả từ quá khứ, hiện tại đến vị lai. Chú đạt được cảnh giới quả thực là không thể nghĩ bàn. Vào tháng 9 năm 1945, Quả Thuấn dựng một căn liều cỏ ở phía bên trái của miếu Long Vương, dưới chân núi Tây Sơn, trong địa phận Đại Nam Câu để làm nơi ẩn tu. Khi làm xong, tôi dẫn một số đệ tử, quả năng, quả tá, quả thật, vân vân đến để làm lễ khai quang, tức là khánh thành. Ngay trong đêm ấy, có 10 vị Long Thần đến xin quy y, tôi nói với họ rằng, các vị có bổn phận làm mưa, được người đời cúng dường, nay trời hạn hán như vậy, sao không làm mưa đi? Các vị Long Thần đọc thanh đáp, nếu không có sắc chỉ của Ngọc Hoàng Thượng Đế, các tiểu thần chúng tôi đâu dám làm mưa. Các vị hãy thay tôi tâu với vua Đế Thích, để sao cho có mưa vào ngày mai, rồi sau đó tôi sẽ nhận cho các vị quy y. Ngày hôm sau, quả nhiên trời mưa lớn, giải trừ cơn hạn hán khiến nông dân vui sướng vô cùng.
họ hân hoan mở tiệc ăn mừng cảm tạ các vị long thần và vui chơi thỏa thích. Cũng là nhân việc khai quang cho căn liều cỏ của Quả Thuấn mà có câu chuyện trên, nên tôi đặt tên cho căn liều này là Long Vũ Mao Bồng để ghi lại chút kỷ niệm. Long Vũ Mao Bồng nghĩa là căn liều nơi rồng làm mưa. Trong căn nhà cỏ này có ba người cùng tu với nhau, và còn là người đồng thôn, một người họ Lưu, một người họ Dương. Cả hai theo Quả Thuấn công phu sớm tối, lấy tùng chú đại bi làm công khoa chính. Về sau, ông họ Lưu xuất gia làm tăng, còn ông họ Dương thì bị đăng vào lính, gia nhập Đề Bát Lộ Quân. Ở trong quân ngũ, ông họ Dương vẫn thường gửi thơ về nhà, nhưng về sau thì đột nhiên bị bạc tin, khiến gia đình buồn phiền ngỡ rằng ông đã chết. Năm 1948, một hôm Quả Thuấn cùng ông họ Cao tùng chú đại bi trong căn nhà cỏ. Thốt nhiên, nghe có tiếng ai gõ cửa, và khi mở cửa ra thì đó là ông cư sĩ họ Dương. Ông đã trở về nhưng không nói năng chi, mà chỉ đi ra phía sau nhà. Quả Thuấn trở vô tiếp tục tùng chú đại bi. Tùng xong, chủ đi ra phía sau để gặp ông họ Dương, tính hỏi chuyện quay hai năm qua ông ở những chỗ nào. Chẳng dè khi bước vào buồng phía sau thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy một con chồn vẫy đuôi và chạy mất. Số là Quả Thuấn thì chú đại bi, nên có đủ oai đức, thành thử không bị giống hồ ly làm cho mê hoặc. Bởi vậy, nó phải hiện trở lại nguyên hình là giống chồn. Đại khái có chuyện này xảy ra là ông Hà Dương đã chết tại chiến trường, não bị chồn ăn, và vì đó mà chồn hiện thành hình của ông để mê hoặc người khác. Nó có ngờ đâu rằng định lực của Quả Thuấn đã tới trình độ cao, không dễ gì bị dao động, tà không lấn át được chánh, nên con chồn tinh thấy khó làm gì nổi, đành phải rút lui. Câu chuyện này cho thấy rằng người tu cần phải đương đầu với mọi khảo nghiệm, và hãy cẩn thận đừng để ngoại cảnh làm dao động tâm mình. Năm 1945, vào dịp lễ Vu Lan ngày rằm tháng 7 âm lịch, tôi cùng các đệ tử dâng hương trước Phật đài. Tôi có khấn nguyện rằng, nếu tôi sống tới 100 tuổi, tôi nguyện từ thiêu thân này cũng dường Phật để cầu đạo vô thượng. Lúc bây giờ tất cả các đệ tử đều phát tâm nguyện như vậy, riêng Quả Thuấn thì phát nguyện. Đệ tử Quả Thuấn nếu gặp được cơ duyên thích hợp, nguyện theo gương Bồ Tát Diệu Vương, thiêu thân cúng Phật, không chờ tới năm 100 tuổi. Trong lúc thiền quán, tôi đã biết rằng trong tiền kiếp Quả Thuấn đã từng có lời nguyện đó, nên tôi nhận cho y phát nguyện như trên. Quả Thuấn nhận rõ cảnh thế gian vô thường, Phật giáo suy vi, trong lòng cảm thấy bi thương vô hạn, không cách gì tả xiết. Nhờ đó, vào ngày 18 tháng 4 năm 1949, chú đã nguyện tự thiêu hiến thân cho Phật giáo. Chú chuẩn bị củi, tẩm dầu lửa, rồi ngồi ngay trên đống củi, tự thiêu thân mình. Ngày hôm sau, dân làng mới biết họ kẻ đến nơi để tham quan, toàn thân Quả Thuấn đã biến thành tro, chỉ có trái tim là không bị đốt cháy. Người trong thôn lấy làm kính ngưỡng, đem tro tàn cùng trái tim Quả Thuấn chôn ngay tại chỗ. Hòa thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 7 năm 1981. Ha ha ha, 问什么的说呵。